Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Bữa giờ vướng lễ nên là mình không lên video được, nên là hôm nay mình sẽ lên một video sang xịn mới cho các bạn xem nha. Hôm nay thì được cái là trời nó không đẹp nên nó hơi âm u một xíu nha các bạn, nên là quay cây nó màu nó sẽ không được tươi cho lắm, nhưng mà cây thì rất là nhiều loại mới và đẹp đó. Giờ mình sẽ đi chi tiết từng loại cho các bạn xem. Rồi đầu tiên là mình có một giống mới. Cây này gọi là Blue Star nha các bạn. Mình sẽ để tên đầy đủ phía bên dưới cho các bạn. Đó. Loại này thì nó sẽ có phấn nha các bạn. Có một lớp phấn như kiểu ngọc trinh vậy á. Mà lá nó sẽ kiểu nhỏ nhỏ, mini một xíu nha các bạn. Và nó nhiều đầu. Đó, đây là cây một góc nha các bạn. Rồi, cây này thì có giá là 80.000 nha. Đó, một loại sen đá Blue Star, cây mới luôn nha. Cây này là lần đầu tiên mình nhập về tại vườn luôn đó. 80.000 một cây. Rồi qua bên đây là mình có một cây hồng điệu đột biến lá nha các bạn. Tên khoa học thì mình sẽ để phía bên dưới cho các bạn. Đó, cái loại này là mình kiếm rất là lâu rồi mới có được nhiều như thế này để mà bán đó. Đợt trước, mấy đợt trước là mình toàn mua một cây là mấy trăm nghìn không đấy, 200-300 nghìn. Nó một cây mà to như thế này là rất là mắc luôn, mà đợt này mình nhập được một lô nó rẻ nè. Đó. Bên đây là cái cây mà mình đã trồng được 3 năm rồi nè các bạn. Cây này là mình chơi á. Đó. Mình kiếm cái giống này để bán mà giờ mới thấy. Cây này mình có là 3 năm trước rồi mà bữa nay nó mới có nhiều để mà bán. Các bạn thấy không, một cây hồng điệu đục những lá. Giờ các bạn nhìn là không rõ cái lá của cây hồng điệu luôn đấy. Một cây như thế này thì sẽ có giá là 120.000 nha các bạn. 120.000 được một cây. Đợt trước là toàn là 250-300.000 không đấy. Cây này nó cũng to rồi nha các bạn. Nó tầm hơn size chung một xíu nha. Tầm 12 cm đấy. Cái cây mình trồng các bạn thấy gốc nó lên thụ này. À, lá nó đục biến rồi, nó sần sùi nhìn không ra cái lá của cây hồng điệu nữa đâu. Rất là đẹp luôn. Cây này thì đó, 120 một cây. Hiện tại thì mình còn khoảng mười mấy cây, không tới 20 cây đúng không ạ. Rồi tiếp theo bên đây là có một loại Hagothea là guốc đục biến nha các bạn. Sen đá guốc. Đó, cái lá đây. Đó, đục biến đây. Nhiều con nha các bạn. Có một số cây thì có nhiều nhánh, có một số cây thì có một đầu thôi. Cây một đầu thì mình sẽ bán nó 100.000 nha. Đó, còn mấy cái cây, mấy cái bụi mà nhiều đầu như thế này. Đấy, là 120 nha các bạn. Bạn nào thích loại nào thì có thể inbox cho mình. Đó, bữa giờ là nhiều bạn cũng hỏi mình mấy cái dòng Hagothea mà đột biến lắm á. Nên là bữa nay mình về được một lô nhiều như vậy. Guốc là một trong loại sen xịn nha. Sen xịn mà nó còn đột biến nữa đó. Dòng này thì sẽ trồng ưa mát hơn sen đá một xíu nha các bạn. Các bạn trồng sen đá thì nó cần nhiều nắng, nhưng mà dòng này là mát mát là các bạn trồng rồi, không cần quá nhiều nắng đâu. Rồi, guốc và 120 cây. Qua bên đây là thêm cây đột biến. Cây đột biến này siêu to luôn nha các bạn. Rất là to luôn, đây có một đầu đột biến hết luôn nè. Cây này thì mình sẽ gọi tên tiếng Việt nó là cá mập nha các bạn. Cá mập đột biến. Các bạn thấy là nhìn như cái hàm cá mập nó quá trời răng luôn. Đó, còn tên khoa học thì mình sẽ để bên dưới nha. Tên khoa học các bạn dùng tên khoa học thì nó chính xác hơn là tên tiếng Việt. Đó, cây đẻ rất là nhiều con xung quanh này các bạn. Quá trời con nha, về tách con ra trồng cũng được luôn. Loại này cũng dễ trồng thôi các bạn. Mình thấy nó rất là khỏe luôn ấy. Và cây to nữa. Cây to, cây như thế này có giá là 200.000 nha các bạn. 200.000 một cây. Các bạn thấy là rất là to luôn á, so với sen phổ thông mà to to cũng đã 200.000 rồi, mà trong khi đây là một cây đột biến luôn nha các bạn. Đó. Ở đây mình còn khoảng hơn chục cây nữa các bạn. Cá mập đột biến. Rồi, tiếp theo là mình về thêm một số loại sen đá. Cái lô này là hàng Đà Lạt mình săn được giá rẻ nha các bạn. Đó, chứ giá bình thường là không có cái giá mà mình chuẩn bị bảo đâu. Đó, ví dụ như là đây là cái cây Black Queen này các bạn. Đấy, cây này á bình thường nó sẽ có giá là 80.000, nhưng mà đợt này nó rẻ thôi, nó có giá là 60.000 một cây nha.
Đó, các bạn nhìn là cây rất là mập mạp, to khỏe luôn nè, màu cũng đẹp luôn nha các bạn. Đó. Đây lô này mình săn được khoảng 20 cây. Đó, cây nào là cũng đều tăm tắp rất là đẹp luôn nha các bạn. Màu lên rất là đã luôn, 60.000 thôi. Giống xịn luôn đó các bạn. Bên đây cũng vậy nè, bên đây kim cương tím nè. Đó, những cái size như size này là 80.000 một cây đấy. Và đợt này thì có giá là 60.000 nha. 60.000 một cây kim cương tím. Đó, một số cây lên màu rất là nhiều rồi nè. Cây lá mập luôn nha các bạn. Đó, bao mập luôn. Mập đẹp. Đây là hàng Đà Lạt nha các bạn, không phải hàng Trung đâu. Mấy cây lúc đầu mình quay là hàng Trung, chứ còn đây cái lô này là hàng Đà Lạt nha. Bên đây mon cũng vậy nè. Ông mon thì đợt trước là các bạn biết rồi đó, cái lô mấy lô mon này hay bán là 100.000 một cây á. Đợt này thì nó rẻ hơn một xíu nha các bạn, 80.000 một cây. Đó, có cả cây ba đầu nè, cây hai đầu nè. Đó, một số cây nè, nhiều đầu nè các bạn. Đó, bạn nào săn thì nói chung là tranh thủ trong lô này thôi nha. Còn những cái lô sau mình nhập về mới thì nó vẫn sẽ là giá 100.000 thôi, chứ không có 80.000 đâu. Đó, mon là các bạn thấy là từ mấy trăm ngàn mà nó về còn có dưới 100.000 là thấy rất là rẻ rồi đó. Đó, 80.000 một cây mon nha các bạn. Bên đây nhện xanh cũng vậy nè. Nhện xanh hay mình hay bên vườn họ gọi nhện xanh, còn mình hay gọi là nhung xanh. Đó, các bạn thấy trên lá nó có một lớp lông nè, rờ cũng rất là sướng đó. Đợt trước là 80 nè, đợt này còn 60 nha các bạn. Ở trong lô này thôi nha, lô sau mình nhập lô mới là không còn giá ưu đãi đâu, à, vẫn là 80.000 đấy. Cây này là đợt trước là rất là hot luôn á, mấy lần mình về là toàn hết rất là nhanh, một số bạn mua sau là không kịp luôn á. Mà đợt này nó còn rẻ nữa, có một cây ba đầu nè các bạn. Đấy, cây ba đầu này, có cây hai đầu nè, nhưng mà đa số vẫn là một đầu nha. Bạn nào nhanh tay thì sẽ được những cây ba đầu đó, nhưng cây ba đầu thì có giá là 60.000 thôi. Các bạn là nhanh tay sẽ được cây đó nha. Rồi tiếp theo là mình có tim bụi nha các bạn. Bụi rất là to luôn nha các bạn. Đấy. Cây này mình dưỡng lại cũng cả tháng rồi đó. Bữa trước về là nó héo rồi, bú su hết héo. Bữa nay mình tưới bắt đầu nó căng, nó tươi lại rồi đấy. Bụi này cũng không quan sát được mà chắc là nhiều gốc rồi các bạn. Cũng có thể là một góc nha, tại mình nhìn cái góc, những cái cành nó hướng vào trong cái trung tâm cái chậu á, nên là có thể nó là một góc. Đó, bụi rất là to luôn nha các bạn. Cây này, bụi này có giá là 200.000 nha. Nó như sen bình thường, mấy cái dòng phổ thông sen đài bữa trước mình hay quay nó cũng là 200.000 rồi. Mà tim bụi thì rất là ít gặp. Mà nay lại có tim bụi 200.000 thì cũng rẻ rồi. Tiếp theo bên đây là mình có hỏa đế nha các bạn. Hỏa đế đợt này mình về size nó nhỏ, tầm chắc 6-7 cm gì đó các bạn. Đợt trước mình về cây to 150, nó tầm size chung. Còn cái này là size nhỏ nha các bạn. Cây này đang lên màu, những cây này màu cũng đang rất là đều và đẹp nè. Giá thì 70.000 một cây thôi. Mình nhớ cái đợt mà đợt lâu lâu, như cách đây cỡ nửa năm đó, mình nhập hỏa đế là cái một cây nha, nhỏ nhỏ như thế này là có giá đã là 120-150 gì rồi. Mà đợt này nó còn 70.000 là nó giảm gần một nửa rồi các bạn. Đó, bạn nào thích sưu tầm mấy cây mà đỏ đỏ đẹp như thế này đó, thì chơi. Bữa nay nó rẻ rồi nên là chết cũng đỡ tiếc. Đó, nhưng mình vẫn nói trước là hỏa đế là nó khó trồng nha các bạn. Những cái dòng mà đế mà càng nhiều màu đỏ là càng khó trồng. Đó, nên là các bạn lưu ý khi chơi nha. Nó có thể nó khó trồng nên là lần mua mấy cây cũng được. Thấy mua một cây giờ mình mua mấy cây mình phòng thờ. Rồi hỏa đế 70.000 một cây. Tiếp theo là mình có vuốt bạc nha các bạn. Tên khoa học thì mình sẽ để phía bên dưới cho các bạn. Cô vuốt này về là rất là đẹp luôn nè. Cây đều, phấn nó cũng ok luôn. Cây này có một lớp phấn bên ngoài nha các bạn. Đó, nó có lớp phấn mỏng và không dày như kiểu lâu y, nhưng mà vẫn là có phấn. Nên là các bạn trồng nuôi lại đều phấn là sẽ rất là đẹp luôn. Cây thì rất là mập luôn. Đó, mấy cây này tầng lá rất là nhiều luôn nha các bạn.
Đó, hiện tại cây guốc này thì có giá là 100.000 một cây nha các bạn. Đó, một số cây nó có vân vân ở giữa nè các bạn. Đó, nó có những cái vân ở phía giữa cái lá. Đó, và nó đẻ con phía dưới luôn nè. Rồi guốc bạc 100.000 một cây nha. Rồi cuối cùng mình có một cây mới nữa. Đó, cây này là gốc thụ nha các bạn. Tên khoa học thì mình sẽ để phía bên dưới cho các bạn. Gì viren gì. Đây, đây là cái cây mà cái gốc phía dưới mà nó bị lá khô che phủ hết cái gốc này các bạn. Có một số cây nó không bị che, để mình lấy cho các bạn xem. Giống như cây này chẳng hạn. Đó, đây là cái gốc nha. Các bạn nhìn cái gốc là cực kỳ là già luôn nữa. Gốc rất là già, các bạn nhìn nó đổi sang màu nâu nâu sẫm sẫm rồi. Đó là biết cái gốc nó già cỡ nào. Những cái cây mà gốc non nó thường nó sẽ màu xanh và màu trắng. Nó còn gốc già thì nó càng ngày nó càng sậm màu lại nha các bạn. Đó, cây này thụ lâu năm luôn rồi đó. Và giống mới luôn nha. Nó lá nó như kiểu là râu mực luôn các bạn. Đây cây này, đó các bạn nhìn gốc đây. Có một số cây chưa có vặt lá nè. Xiên xiên thì vặt lá, còn không thì để cho nó nhìn nó cổ kính. Rất là nhiều đầu luôn các bạn. Một cây như thế này thì sẽ có tầm 3 tới 5 6 đầu gì á, bú lô su luôn nha. Nó thường những cây mà ít đầu á thì nó sẽ to, mà còn cây nhiều đầu thì cái đầu nó sẽ nhỏ hơn. Đó, tùy mình sở thích của từng người. Đó, mình có lên chọn một cây sẵn cho các bạn xem luôn này. Đó, cây này mình lên thêm cái chậu nữa là bao mê luôn nha các bạn. Đây là đang trời nó âm u, nó tối các bạn, nên là nhìn màu nó không được nổi á, chứ không là các bạn nhìn nó có nắng một xíu là nhìn bao phê luôn á. Đó, cái chậu rất là đẹp luôn nha. Cái chậu này các bạn có thể mua riêng 70.000 một cái chậu, còn cây này thì sẽ có giá là 120 nha các bạn. 120 một cây, loại mới, gốc thụ, bao già luôn. Lên cái chậu một cái là đó, các bạn thấy nhìn một cái chậu này chưa tới 200.000. Chưa tới 200.000 cái chậu này mà một cây xịn sò như thế này. Giống mới luôn. Thực ra giống này không phải mới, nhưng mà mình mới có lần đầu ở vườn nha các bạn. Chứ trước đây thì cũng có nhiều vườn bán cây này rồi. Đó. Rồi, ở video này thì mình quay một số loại sen xịt mới cho các bạn xem nha. Bạn nào thích thì cứ inbox vào Zalo fanpage hoặc là số điện thoại bên dưới gì cũng được. Đó, hãy đăng ký kênh, like kênh gì đó, để cho khi nào mình đăng á thì các bạn sẽ nhận được thông báo, nó hiện lên nhanh để mà săn những cây xịn xịn nha. Đó, thường các bạn tương tác nhiều thì nó sẽ nhanh hiện lên khi mình đăng video mới. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại tất cả các bạn những video lần sau. Xin chào.